Trưa ngày 31 tháng 10, anh Nguyễn Quang Vinh, 43 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, Long An, cho biết hai người khách nước ngoài ghé đại lý bia để vào quầy đổi tiền đô la Mỹ sang tiền Việt Nam, và sau đó lợi dụng sơ hở của nhân viên và giật xách tiền bỏ chạy, nhưng đã đánh rơi lại cái bóp có nhiều tiền đô la và tiền nước ngoài, và khi ấy là hắn ta đã lên xe tẩu thoát. Và nhân viên này đã quay lại kiểm số tiền bị mất là 3 triệu đồng, nhưng tiền hai tên cướp này đã làm rơi lại là gấp đôi. Và sau đó là anh Vinh đã trình báo với công an điều tra. Mong mọi người hãy cẩn thận.